Đây là Việt. Ờ, người Việt là sao lại ở bên đấy luôn á? Chào bên này. À, chào anh nhá. Lấy chồng Trung Quốc, em gái, em gái của anh. Anh này hả? Anh này có cái TikTok không? Mọi người nhìn về cái độ hoành tráng của đường rào biên giới này. Nó trải dài suốt từ đây sang ngọn núi bên kia. Anh tên là gì? Asiko à. Asiko à. Asiko là tên của anh à? Là con thứ tư cho. Quý vị các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Nếm đang có mặt tại đường hàng rào biên giới của hai nước Việt Trung, thuộc địa phận của tỉnh Quảng Ninh. Và ở đây thì có một cái sự kiện rất là hay mà người dân của hai nước đã chờ từ rất lâu rồi. Mọi người có thể thấy là không chỉ người dân Quảng Ninh đâu mà các du khách ở khắp nơi đang đổ về đây. Đây là cột mốc 1327 và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu với cả người dân Trung Quốc đúng như là cái tựa đề của video nhá. Ở vị trí này thì là cột mốc 13262 và 1327, bắt đầu từ mùng 1 âm lịch tháng riêng hàng năm, tức là mùng 1 Tết âm lịch ấy, thì người dân ở hai nước, ở hai vùng giáp biên này thì sẽ gặp nhau tại đây để trò chuyện và gặp gỡ nhau. Tại sao mình nói là sự kiện này đã được chờ đợi từ rất lâu rồi? Bởi vì là sau 3 năm đại dịch và Trung Quốc đã cởi bỏ cái chính sách Zero Covid thì mọi người mới có thể là gặp nhau như thế này, một cách là thoải mái, không cần phải giấy tờ thông quan mà sẽ gặp nhau tại đây để chơi Tết. Đây bà con nhậu xuyên hàng rào luôn. Chào anh nhé. Đây bên kia là nước mấy anh chị em bên phía Trung Quốc. Rất là hay đó là ở cái vị trí cột mốc này thì chúng ta có thể là chạy cả xe ô tô gầm thấp tới nơi luôn. Mọi người ngồi chúc Tết nhau tại đây luôn. Chào anh nhá, chăm quay một chút nhá. Dạ vâng. Đây là người thân của mình ấy, ở bên đấy. Người thân của mình bên đây. Chào các anh nhá. Các anh có nói được tiếng Việt không? Nói bình thường ấy ạ. À thế ạ. Thưởng mẹ. Chào các anh. YouTuber ạ. Vâng. Vâng. Chào các anh nhá. Dạ. Ô chị cứ nói được luôn là Việt luôn ạ. Đây là Việt. Ờ người Việt là sao lại ở bên đấy luôn á? Đây là bên này. Chào anh nhá. Lấy chồng Trung Quốc, em gái. Em gái của anh. 3 năm rồi ạ. Ờ em gái của anh. Dạ vâng, à. sau đợt dịch bắt đầu bây giờ mẹ được. Ờ đây là em gái của anh. Chưa về được. Đây là đang ngồi cách. 3 năm rồi mới được nhau đây nhá. Đấy. Cá chỉ quan nghỉ lem xài ạ. Đây là em. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa xài. Nghĩa xài. Đẹp trai. À đẹp trai ạ. Đẹp trai. Anh cảm ơn nhá. Em rất là đẹp trai. Cảm ơn nhá. Quá đẹp trai luôn. Em cảm ơn anh nhá. Đây là em rể của anh. À em rể. Đây là em gái. Ờ đây là bạn của em. Vâng. Ở Trung Quốc nhưng mà Việt Nam. Dạ vâng. Thế bạn Việt Nam mình á. Dạ vâng. À, em cảm ơn nhá. Chúc em nhá. Dạ chúc sức khỏe mọi người nhá. Vâng. Dạ vâng. Hai em đấy. Đấy em ạ. Khi nào đăng ấy? À tối mai luôn ạ. Nếm. Nếm đi vị à. Vâng đúng ạ. Đi vị ok. Dạ. Dạ mọi người nhá, thế em nhiều khi nào mai nó lên. Dạ vâng. Em đi một vòng nhá. Dạ chúc sức khỏe mọi người nhá. Dạ. Hay quá. Chào các anh nhá. Ôi, hay quá mọi người. Chúc Tết nhau ngồi trò chuyện qua đường biên như thế này. Có lẽ là từ trước năm 2019 thì chắc là không có cái hàng rào này thì mọi người có thể chúc Tết thoải mái hơn. Nhưng mà bây giờ thì đành ngồi thăm người dân qua một cái hàng rào nhảy rất là thú vị. Chào chị nhá. Chào các anh nhá. Ôi, mọi người có thể thấy là bà con người ở phía bên Trung Quốc với cả bên Việt Nam nhìn cũng không khác nhau là mấy đâu. Hello, chào Nếm TV. À, em chào anh nhá. Vâng, anh đi thăm người thân ạ. Ăn đủ đuối. À, ăn vâng. Anh ăn cái món gì đấy? Bây giờ mới quay người ta ăn hết rồi. À, thế à? Em vừa mới đi từ mãi trên Yên Bái xuống 500 cây xuống. Vâng. Móng heo nướng. À, móng heo nướng. Móng heo nướng. Của Bình Liêu. Dạ. Em chúc mọi người năm mới mạnh khỏe nhá. Okay. Dạ. Chào các bác, các anh chị. Đấy, rất là thú vị. Đây, bây giờ chúng ta sẽ rảo bước lên trên cột mốc 1327. Chúc mừng năm mới. Dạ vâng, chúc mừng năm mới. Tuy nhiên là ở đây thì bà con đến chúc Tết nhiều nên là có vẻ như rác hơi nhiều mọi người ạ. Nhưng mà không sao, hy vọng là sẽ có một đơn vị nào đó đứng ra để dọn dẹp và năm sau sẽ tổ chức một cách quy củ hơn.
Em chào các anh chị nhá. Chào đi ké như nhá. À thế ạ. Vâng. Chúc sức khỏe mọi người nhá. Năm mới mạnh khỏe nhá. Chúc anh năm mới sức khỏe ạ. Vâng. Thế à, bạn đang đi thăm người thân à? Người thân của mình với cả mọi người đang ra ở đây để giao lưu để gặp mặt. Đầu năm mới đúng không? Vâng. Chúc sức khỏe mọi người nhá. Sức khỏe anh ạ. Dạ. Đâu người thân của bạn đâu? Vâng, đây ạ. À đây ạ. Anh đây là những người bạn của chúng mình. Nhưng mà người đấy là người Trung Quốc hay người Việt Nam? Người Trung Quốc ạ. À, người Trung Quốc à? Vâng. À. Biết. Vì sao mà quen được cái à mấy? Quen từ mấy năm trước, về được cái năm mà chưa hàng rào thì vẫn giao thương, từ là sang kia gặp bình thường. Trước 2019. Trước 2019. Đúng rồi. Vâng. À thế đây là bạn thân đấy. Vâng. 3 năm mới gặp nhau đấy. Vâng. Trước là chỉ liên lạc qua điện thoại đó đúng rồi. Chào anh em nhá. Vâng. Đêm TV à? Dạ đúng rồi. Em cảm ơn mọi người nhá. Vâng. Chúc sức khỏe mọi người nhá. Anh ạ. Vâng. Chúc sức khỏe, tiếng Trung Quốc là gì? Anh dịch ấy. Chúc sức khỏe tiếng Trung là gì hả anh? Ôi, nói nhanh. À, ta hảo ạ. À, chào mọi người nhá. Rằng, ôi bên kia. Anh có ăn cam không? À, thôi, đây là cam Trung Quốc hay cam Việt Nam? Cam Trung. Cam của mấy người bạn của vợ em mang sang. À, thế rất là ngọt luôn. Thế đây mọi người ơi, đây là trái cam ở được trồng bên nước bạn Trung Quốc. À, cảm ơn bạn nhé. Bạn tên là gì? Vâng, mình tên là Chuối Nhi ạ. Chuối Nhi. Thế bạn là người? Facebook của mình là Chuối Nhi nha mọi người. Bạn là người Dao à? Vâng, mình là người Dao. Người Dao ở trên này? À, vâng, không, mình ở dưới gần Móng Cái cơ. À, ôi từ Móng Cái mà lên mãi đây. Tại sao mà không ở Móng Cái gặp gỡ mà lại lên trận đây? Ở dưới kia là cách nhau hàng rào biên giới và con sông. À, con sông gì nhỉ? Ca Long. Vâng. À, đúng rồi. Thế bạn chúc bạn Chuối Nhi năm mới anh nhá. Chúc anh với cả kênh của anh là sớm lên đạt 1 triệu. Dạ. Cảm ơn bạn nhá. Vâng. Hôm nay là mình lái xe nên không hấp tiêu được. Vâng. Chào mọi người nhá. Vâng. Dạ. Đấy. À, không biết là từ cho mình hỏi nốt câu là các bạn bên này có nói được tiếng Việt không? Chắc là cũng có người nói được. Không nói được. À. Có người nói có người không à? Rất là ít. À. Cảm ơn mọi người nhá. Vâng. Chào mọi người nhá. Chúc mừng mọi người năm mới. Anh là Nếm nhá. Anh xin Nếm nhá. Cảm ơn em nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi thăm thú cái hàng rào này. Và đây, mình thấy là có cả bộ trang phục truyền thống của người Dao ở trên này. Có lẽ là bên kia bà con cũng là người Dao mọi người ạ. Trong các tập trước mình có nói là nếu như không phân định bởi cái mốc địa lý hành chính thì hai bên cái cảnh quan cũng như là cái khí hậu hoặc là cái địa chất nó y xì nhau luôn. Và kể cả từ là văn hóa của một số bà con thiểu số ở hai bên rất là giống nhau. Ăn Tết cổ truyền cũng giống nhau luôn. Tuy nhiên là bên Trung Quốc thì họ múi giờ trước của chúng ta 1 tiếng. Bây giờ Việt Nam đang là 2 giờ 3 giờ kém 15 thì bên kia đã là 4 giờ kém 15 rồi. Một điều rất là đặc biệt đó là đất nước mặc dù đất nước Trung Quốc rất là rộng lớn nhưng mà họ chỉ có sử dụng một múi giờ duy nhất. Đây, ô tô bên kia mình thấy cũng có cả hãng Honda, Chevrolet, Mazda, Audi. Một cái hãng này thì chắc là hãng nội địa nên mình không biết này. Đây bà con đang thăm nhau ở đây. Nếu mà mọi người muốn tham gia cái sự kiện đặc biệt này thì cứ mùng 1 Tết hàng năm cho đến mùng 7 nhá. Tuy nhiên năm nay thì mùng 8 đang rơi vào Chủ nhật nên là mọi người đã thêm một ngày nữa. Và cũng kiểu sau 3 năm nên là mọi người đã kéo dài cái thời gian gặp gỡ ra. Anh gì nhỉ? Anh hai đầu nhân hai phát sổ. Em không hiểu. Anh là đúng rồi. À, mình vừa mới tới thôi. À, cách đây có mấy phút thôi. Trong đây là bạn này đang nói tiếng phổ thông Trung Hoa với mấy cái. À em là người Việt à? Vâng em. Nhưng sao lại nói được tiếng Trung? Em qua đấy làm lâu rồi nhưng em mới biết. Thế là bây giờ không là sang đấy nữa. Vâng. Thế ạ. Dạ sao em? Anh này hả? Anh có cái TikTok không? À TikTok có. Nhưng mà TikTok thì TikTok là TikTok Việt cơ. TikTok Việt chứ không phải đồ Windows. Tôi tối nhờ. Không phải đồ Windows.
không, mà là TikTok cơ, TikTok kiểu ấy. Đầu win là của riêng đấy thôi. YouTube nào đó ủi xuống cho tao. Hình như bên đấy là TikTok là đổ win đúng không? Còn đâu chứ không phải TikTok như là kia các phần mềm khác đúng không? À thế thì cũng thế thì em thường hay liên lệ với bạn em qua cái ứng dụng gì? Em là WeChat. À WeChat. WeChat. À. Đúng rồi, bên đấy là TikTok là khác. À. Anh đang quay vlog phải không? Đúng rồi, anh đang quay đấy. Em tên là gì? Em tên gì? Chào bé Hưng ạ. À chúc Hưng năm mới mạnh khỏe nhá. Em chúc anh năm mới làm ăn phát lộc, phát tài và thật nhiều tiền ạ. Rồi rồi, anh cảm ơn nhá. Lên mấy triệu view ạ. Ok, anh cảm ơn nhá. Cảm ơn anh gái nhá. Cho đứa này lên. Đây là người yêu em à? Không, đây bạn em thôi ạ. À em tên là gì? Em tên gì cơ? Đây là Vùng. À em là người Giao hay là người gì? Bạn Truy ạ. Bạn em là người Giao hay là người gì? Huế Nam Khoai. Sán Chỉnh. À em có người thân bên đấy không? À thế à? Thế là đi chơi thôi. Đang về lâu các bạn ạ. Em ở đâu? Hai bạn ở đâu? Hưng với cả Vùng ở đâu? Em là ở Hoành Mô ạ. Hoành còn bạn này là ở trong Đông ạ. Hoành Mô tức là xa lắm đấy, cách đây tầm khoảng. Hoành Mô là dưới gần cái Cần đấy anh ạ. Chứ không phải là Hoành Mô mà sát đấy ạ. À? Hoành Bồ, anh nhầm Hoành Bồ. Hoành Mô. Rồi rồi, anh cảm ơn nhá. Vâng. Đây là hai bạn thân đấy ạ. Đây là bạn thân. Không kiểu là làm quen thôi, kiểu là nói tiếng dân tộc với nhau kiểu bố mẹ. À tức là hai người Sán Chỉ đều biết đấy. Vâng. Kiểu là như kiểu bố hay là mẹ lấy người Trung Quốc ấy. À thế đấy là đây hai bạn này đang nói với nhau bằng tiếng Sán Chỉ à? Vâng. Em bạn ấy biết nói tiếng Sán Chỉ luôn hả em? Thế là đang hẹn gặp năm sau gặp lại đi à? Ngày kia. À ngày kia, tức là ở đây kéo dài bao lâu nữa hả em? À. Cảm ơn hai bạn nhá. Vâng. Anh tiếp tục lên trên kia có người không? Trên kia có người. À anh cảm ơn nhá. Phải lên xong mới biết được anh ạ. Anh cảm ơn nhá. Vâng. Cảm ơn em nhá. Cảm ơn em nhá. Chào cô gái nhá. Anh cảm ơn em. Vâng. Đấy, mọi người. Là do là mình tới đây khá muộn chứ nếu mà tới từ buổi sáng thì mình tin chắc là ơi. À tối ngày mai nhá. Do là mình tới đây khá là muộn chứ nếu mà mình đến sớm ấy thì số người ở đây sẽ còn đông hơn rất nhiều. Nên sắc nếm em nhá. em hỏi bạn Hưng ấy. Chào các cô chú ạ. Dạ. Dạ cơ. À mọi người uống cả nước ngọt lẫn rượu bia. Rất là thú vị. Ôi đây là lần đầu tiên mà mình được tham gia một cái sự kiện kiểu như này. Có lẽ là ngày trước khi mà chưa có cái hàng rào này từ năm 2019 đổ đi ấy. À đổ về, phải không nhỉ? À đúng rồi đổ về thì bà con có thể là qua lại với nhau. Ngày trước mình cũng có quay một cái video ở chỗ Bình Liêu, chỗ cột mốc 1297 thì chưa có hàng rào này. Và để trả lời cho một cái câu hỏi là hàng rào này có điện hay không đây. Đây mình sờ thoải mái luôn. Tuy nhiên hàng rào này rất là kiên cố, có hệ thống camera an ninh giám sát, có cả hệ thống chiếu điện vào buổi tối. Vì vậy là mình thấy cái hàng rào này rất là tốt cho an ninh của hai nước. Ôi, lẽ ra là chúng ta nên đi cái bậc cầu thang bên kia thì nó đỡ dốc hơn. Ui, đông thật đấy. Mình rất là vui khi mà tới với cả Bình Liêu thì có rất nhiều khán giả nhận ra và chào mình. Xin chào. Xin chào mọi người nhá. Dạ. Năm mới tốt nhá. Dạ, năm mới tốt ạ. Chị có nói được tiếng Việt không? Chị là người Việt hay người Trung ạ? Người Trung cũng học tiếng Việt. À cũng học luôn ạ. Chúc sức khỏe mọi người nhá. Dạ. Xung quanh đây cứ quãng tầm khoảng hơn chục mét lại có một camera an ninh. Nên mình tin chắc là cái việc mà người dân hai nước đang gặp gỡ giao lưu này đều nằm trong cái sự kiểm soát của lực lượng biên phòng hai nước. Nên mọi người cứ yên tâm. Mọi người thấy cái việc gặp gỡ giao lưu này thú vị như nào thì hãy để lại trong phần nhận xét nhá. Chào mọi người. Đường này trơn quá. Ôi, sáng nay thì tối hôm qua mình nhận được thông tin lúc đó thì mình đang ở mãi Trạm Tấu Yên Bái và mình đã phải vượt qua cái quãng đường 600 cây để trở về đây. Ôi, nhưng mà may quá là vẫn kịp.
Chào chị. Ừ, chào. Chào các anh nhá. Vâng, chị là người Việt hay là người Trung ạ? Em là người Việt nhưng mà lấy chồng xong cái này ạ. Thế ạ. Có rất nhiều người gia đình hai bên biên giới là kết hôn với nhau. Tuy nhiên là cái đại dịch đã khiến cho mọi người phải mất 3 năm rồi mới có thể là gặp lại nhau như thế này. Chào mọi người. Đúng rồi. Em đi thăm bạn bè hay đi chơi? Đi chơi anh ạ. Chơi mấy hôm ở đây rồi? Mới lên hôm đầu tiên à? Sao không tranh thủ kết bạn hai nước đi? Đã kết bạn được ai chưa? Em không biết nói tiếng Trung này ạ. Thì mình cứ nghĩ hảo thôi. Nghĩ hảo nha. Nghĩ hảo. Xin chào đấy, đấy là xin chào em. Anh không biết nói tiếng Trung? Đăng Facebook hay là đăng? Anh đăng tất cả luôn, em cứ về sớt nếm sớt nếm nhá. Nếm. Chào em nhá. Chào anh nhá. Ôi, không khí đúng là không khí của mùa xuân. Mà rất là vui khi mà Tết năm nay thời tiết rất là ổn định mọi người ạ. Miền Bắc thì nó chỉ hơi lạnh một chút thôi. Ngày hôm qua thì mình ở mãi Trạm Tấu Yên Bái thì nhiệt độ xuống 0 độ C. Ở đây thì ấm áp hơn bởi vì nó thấp hơn và gần về phía vùng Đông Bắc. Đấy, bà con vẫn đang gặp gỡ nhau. Chào cô. Em ơi, chào anh. Chào em. Đây, chào anh lên ghế. Em sẽ chụp ảnh anh, kiểu ảnh được không? Ok, thế em là người đây à? Em người ở đây nhưng em theo dõi anh. Thế cho anh phỏng vấn một chút được không về cái thông tin cái lễ hội này, bởi vì anh rất là tò mò về cái này thì em không rõ, hôm nay là em lần đầu em lên đây. Nhưng mà em là người ở đây chỗ nào? Dạ, em ở dưới Hoành Mô. Hoành Mô luôn. Dạ, cửa khẩu luôn đấy à? Dạ, vâng. Thế là 3 năm trước là không có. Và còn... không, mỗi năm nay có rồi. Kiểu như là mọi người lên đây là có đội bên Trung Quốc sang giao lưu. Đấy là kiểu như là nói truyền tay nhau, đây là cùng nhau lên đây. Thế em xinh xắn ngày có anh nào bên Trung Quốc tán tỉnh từ nãy chưa? Em lên đây em có nói được tiếng Trung không? Em không ạ. Anh cảm ơn em nhá. Mình sẽ chụp ảnh chung với cô gái xinh xắn này. Em tên là gì? Em tên là gì? Em tên Mai ạ. Mai nhá, chúc Mai năm mới tươi như Mai nhá. Mình đang phải đứng ở trên một cái hòn đá này để bao quát cho mọi người thấy được cái quang cảnh của hai nước. Phía dưới kia là 13262, còn đây là 1327. Tuy nhiên là hy vọng là năm sau sẽ có những cái thùng rác đây để cho bà con có thể là bỏ rác vào. Đây là những cái những cô, những bác mà mặc bộ trang phục màu xanh này, đó là người dân tộc Sán Chỉ. Và đây, mọi người hãy thấy, mọi người nhìn về cái độ hoành tráng của đường rào biên giới này. Nó trải dài suốt từ đây sang ngọn núi bên kia. Nếu mà theo cái đường flycam mà mình bay thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 2 cây số. Và tít sang kia nữa, cả chục cây số nữa bằng đường chim bay nhá. Còn đường bộ thì mình tin là sẽ dài hơn rất là nhiều. Đây chính là cái con đường tuần biên dẫn từ phía dưới hộp này, chính là 1328 mà mình đã từng quay rất là nhiều. Vì Trung Quốc là đất nước triệu dân, tỷ dân, xin lỗi mọi người. Nên mọi người có thể thấy là cái mật độ dân số ở phía bên Trung Quốc cũng dày hơn bên này rất là nhiều. Bà con ở rất đông ở trong cái khu cánh rừng này. Còn ở bên phía Việt Nam thì chúng ta không thấy mà chỉ là mỗi con đường tuần biên thôi. Và đi thẳng theo cái con đường phía bê tông này thì chúng ta sẽ tới với cả cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Đường rào dài bất tận luôn. Thú vị quá. Ôi, xa xa kia thì Trung Quốc còn có những cái dãy núi rất là cao kìa. Ở đây thì mình không nhìn thấy chỗ cột mốc 1305, sống lưng khủng long, một cái địa điểm check-in nổi tiếng ở Bình Liêu. Nhưng mà hình như là nó ở phía bên kia. Còn là nếu mà tụt xuống dưới theo cái đường này và trong cái hủm kia thì nó là chỗ cửa khẩu Hoành Mô. Từ đây ra Hoành Mô thì rơi vào tầm khoảng hơn 14 hay 15 cây số gì mọi người ạ. Cũng không quá khó để đi lên đây đâu. Ôi, các nam thanh nữ tú, đôi khi là cả những người mà không có người thân tại đây nhưng mà họ cũng tới đây để hòa chung vào cái niềm vui này. Niềm vui sau 3 năm mới có thể là gặp gỡ nhau. Công nhận là cái đại dịch Covid này nó đã khiến cho cả thế giới phải điêu đứng. Mặc dù là Việt Nam mình 2 năm vừa rồi bị Covid, 2 năm trước bị Covid thì nhưng mà vẫn đứng trụ được, nền kinh tế vẫn phát triển.
Tuy nhiên năm 2022 vừa rồi là một năm suy thoái toàn cầu, có rất nhiều yếu tố, hy vọng là thế giới cũng như Việt Nam sẽ sớm hoạt động bình thường, các hoạt động kinh doanh trở lại để giúp phát triển kinh tế. Đây, mặc dù là chiều tan rồi nhưng mà mọi việc giao lưu vẫn chưa kết thúc. Xin chào mọi người. Ni hao. Dạ. À, đã chị người Việt Nam chết rồi. Người Việt Nam à, thế ạ? À? Mấy chị này là người Việt Nam, còn lại là người Trung Quốc. À, à. 1, 2, 3, 4. Cứ là toàn bạn đấy. Vâng, đây này mọi người, đây là một cái điều rất là đặc biệt này. À, người Việt thì đang uống bia Trung Quốc, còn người Trung Quốc thì đang uống bia Việt. Đấy là cái việc giao lưu. Uống bia tiếng... Cho một lon bia cho... Nhưng mà em cầm với nhá. Đây em cầm với. Vâng, em nghệ sĩ Dương cầm với nhá. Đây đây. Đây là, đây này, đây là bia Gian Zin. Gian Zin bia. Biết đọc cả. Đây đây, trên này gọi chúc sức khỏe anh nhá. Chúc sức khỏe, tiếng Trung là gì ạ? Biết bên nói, biết nói tiếng anh, người Trung Quốc, biết nói tiếng anh không ấy à? Anh tên là gì? Anh tên là gì? Không bằng. Đây anh quay cho em cái được không? Anh tên là Tư. À. Không. Anh tên là gì? Asiko à. Asiko à. Asiko là tên của anh à? Là con thứ tư cho. Con thứ tư là con thứ tư. À. Asiko. Anh thứ tư à? Thế em con thứ ba thì gọi là gì? À Sam cô. À Sam cô. Sam cô. À em ra. Chúc sức khỏe anh nhá. Chúc sức khỏe là gì, là gì, tiếng Trung là gì anh? Không biết đâu đấy. Không biết à? Chúc biết nói. Đại ca hồ nói. Đại ca hồ nói. Đại ca hồ nói. Nhưng mà mình nó biết nói tiếng đấy đâu. Vâng. Hồ là con phổ thông rồi. Vâng, thế là cái rô nhá. Thế anh với rô. Là 2, 3 rô. Rô rô. Uống. Ơ chị là người Trung à? À thế à? À người Việt. À thế. À đây là chồng chị đi à? Chồng chị đi à? Không phải đâu. Ồ không phải. Bạn ơi. Em à, chúc sức khỏe mọi người nhá. Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe nhá. Làm ăn phát đạt. Bia ngon. Màn hình nó đen xì. Hảo bia, hảo bia. Tắt rồi. Đây đây không, nó ngủ tí thôi ạ. À để em xem nào. Bia này là bao nhiêu độ đây? Bia 8 độ. Hay quá, hay quá. Ờ hả? Đâu. Anh nào. Bia này là Giang Dinh bia. Đúng không? Giang Dinh á. Đây. Đây. Giang Dinh. Giang Dinh bia. À 2,8 độ. Bia này rất là nhẹ luôn đấy. Bia này có 2,8 độ thôi, trong khi là bia này là 4,5 độ. Ông ơi, sức khỏe nhá. Vâng. Tại ca hôi. Cảm ơn sao quý. Tại ca. Này à, này này. Này á, này đại đâu. Cảm ơn chị nhá. Dạ, sức khỏe chị nhá. Đã bảo là cái đấy chị anh ấy mình bảo chứ có phải anh đến TV. Đây chị là có bạn bè hay là người thân bên này không? Bạn này. Bạn này à? À, đây là cơ người Việt luôn. Bạn chơi ngày xưa từ bé xong bạn ấy qua bên này lấy chồng. Nhắm ấy. Sao chị không lấy bên trong bên đấy giống là bạn? Mình cứ xin gái không đi được. Ôi, tức là phải bên đấy là tiêu chuẩn cao lắm hả chị? Vâng. Bảo là cao to xin gái mới đi được không? Cao to xin gái. Thế như em là sang đấy là loại thôi, bởi em bé quá nhở. Như em thì sao? Họ cũng đâu phải đẹp trai mấy đâu. Xin chào mọi người nhá. Cảm ơn chị cameraman nhá. À vì cứ đấy cứ nhìn mình bảo ô kia là anh ấy. Thôi đây là một cái cơ duyên, có đất thế giới là 8 tỷ người rồi, nhưng mà 8 không phải là ai cũng gặp được nhau như này. Năm nay chúc mừng người năm mới mạnh khỏe nhá. Chúc mừng năm mới nhá. Mạnh khỏe, mạnh khỏe nhá. Vui quá, vui quá. Chúc mừng năm mới nhá. Ôi. Lấy cái nào, coi xem cái này ngon. À, cuộc vui nào thì cũng sẽ phải kết thúc. Và người dân hai nước cũng đã chào nhau ra về rồi. Bây giờ thì cũng đã xế chiều. Nhưng mà với 3 năm mà bị kìm hãm bởi đại dịch này, mình tin chắc là cuộc gặp này sẽ còn diễn ra tới tận rằm tháng giêng. Bởi vì rằm tháng giêng năm nay cũng lại rơi vào ngày 15 âm lịch. Vì vậy là nếu như video này lên sóng thì mọi người cũng có thể lựa chọn những cái vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc để tới đây hòa chung vào cái không khí này và tìm hiểu về một cái sự kiện mà do hai người dân hai nước vùng biên tự gặp gỡ và tổ chức. Rất vui. Hôm nay thì mình được gặp gỡ rất nhiều khán giả tại Bình Liêu, Móng Cái và Quảng Ninh.
thêm nữa là mình lại còn được trò chuyện với cả người những anh em anh bên Trung Quốc, mình lại còn được thưởng thức những cái đặc sản ở bên Trung Quốc như là trái cam đây, đây trái cam đây, trái cam của các anh bên Trung Quốc tặng, rồi lại bia Trung Quốc nữa, rất là thú vị, rất là điều thú vị. Qua video này thì Nếm xin được chúc mọi người một năm mới, năm Quý Mão thật nhiều sức khỏe và bình an cùng với cả gia đình mọi người nhé. Và hy vọng là những cái thước phim của Nếm sẽ giúp cho quý vị khán giả không cần phải đi đâu xa mà chỉ cần ở nhà bật màn hình nhỏ lên cũng có thể là đi khắp Việt Nam. Và Nếm sẽ còn quay rất nhiều những cái sự kiện như này, những cái cảnh đẹp, ẩm thực hay là văn hóa của Việt Nam để giúp cho mọi người có một cái nhìn toàn vẹn về Việt Nam của chúng ta. Mình rất là yêu Việt Nam. Chúc toàn thể Việt Nam năm mới mạnh khỏe. Và bây giờ mình sẽ xin kết thúc video ở đây. Nếu mọi người cần yêu cầu review một cái sự kiện nào đó, một cái địa danh nào đó thì hãy để lại trong phần nhận xét nhá. Trong video nếu mà mọi người thấy hào hứng ở cái đoạn nào thì cũng cùng nhau là để lại cảm nhận để chúng ta cùng bàn luận nhá. Tạm biệt mọi người, mình là Nếm, còn bên đây là Trung Quốc, còn phía bên này là Việt Nam. Tạm biệt.